Đặc biệt các anh có được hút trong đông sân rồi. Thank you.
Alo. Xếp 1 chọn tay đua tiếp theo của bảng C. Nhóm tuổi 18-30. Tôi Ngọc Triệu Trí Đức. Gặp tôi Ngọc An Văn Văn. Xếp 1 chọn tay đua tiếp theo của bảng C. Nhóm tuổi 18-30. Tôi Ngọc Triệu Trí Đức. Gặp tôi Ngọc An Văn Văn. Sân 2, trận thi đấu tiếp theo của bảng D, nhóm tuổi 18-30, đôi Công Minh Việt Long của Thái Nguyên gặp đôi Tuấn Anh Thiều của Đồng Quy. Thank you.
Sân 3 là đội Duy Đức và đội Hương Tân. Sân 3 là đội Duy Đức và đội Hương Tân.